Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn các tính căn bậc hai của một cái số phức. Khi các bạn biết tính căn bậc hai của một cái số phức rồi đó, thì các bạn có thể tính căn bậc 3 hay là căn bậc 5, căn bậc 6 của số phức cũng được thôi, không có gì cả. Khi mà mình đã làm được cái này rồi đó, thì mình sẽ có một cái công thức tổng quát liên quan về cái căn bậc căn của tất cả các bậc của một số phức. Trước tiên ta phải giới thiệu về một cái số phức. Số phức là Z với dạng là A cộng B Y với AB là thuộc vào R, là tập hợp số thực. Mình biết rằng bình phương của một số phức là sẽ ra một cái số phức khác cũng tương tự căn bậc hai, căn bậc hai của một cái số phức thì cũng bằng với một cái số phức khác. Mình đặt là x cộng y, y nhỏ với x, x nè, y nè, thuộc vào r nè. Đó. Rồi theo một cái tiêu chuẩn rất đơn giản thôi, muốn rút căn thì các bạn phải muốn mất căn thì các bạn phải bình phương hai vế. Rồi bình phương hai vế ngay, trước khi bình phương thì mình thế z bằng ax cộng bi vào, thế vào căn của a cộng bi bằng x cộng y y. Rồi bắt đầu mình bình phương lên nha các bạn. Bình phương lên là a cộng bi, bình phương thì bên vế trái nó sẽ mất mất cái căn nè, còn bên ngay xảy ra là cái x cộng y y bình phương nè. Rồi tiếp theo làm gì? Tiếp theo đó chính là mình khai triển cái hạng thức vế phải ghi lại nè, bằng cái này 2 lần x y y nhỏ rồi cộng cho y y tất cả bình phương. Rồi y y tất cả bình phương thì y bình, mình biết y bình là y bình thì mình phải biết là y bình bằng trừ 1 nha các bạn. Rồi vậy mình mở ngoặc này ra luôn, vậy hàng ngày xảy ra là trừ y bình. Rồi tương tự nha. Rồi bắt đầu mình để theo thứ tự nha, hệ số tự do để riêng nè, hệ số đứng sau cái phần số phức để riêng nè. Rồi cái này tương tự là y bình cộng 2 lần x y cộng y. Rồi các bạn thấy rõ không ạ? Rồi vậy là cho thấy tương ứng phần thực bằng phần thực và phần ảo bằng phần ảo. Vậy tương ứng là a sẽ bằng là x bình trừ y bình, đây phần thực đây, phần thực đây, rồi phần ảo đây, phần ảo đây, vậy là b sẽ bằng là 2xy. Rồi các bạn hiểu chưa ạ? Rồi những nói ngôn nga để tính căn bậc hai của một cái số phức thì các bạn chỉ áp dụng đúng cái công thức này thôi nè. A bằng x bình trừ cho y bình với x y là cái phần thực, y là cái phần ảo của cái số phức sau khi mà mình lấy căn. Áp dụng đúng công thức này thì các bạn sẽ tìm được các phần phần x và phần y, hay nói ngôn nga là mình sẽ tính được căn bậc hai số học. Rất đơn giản luôn các bạn. Rồi tiếp theo nếu mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách để mà tính căn bậc hai số học của một số phức với dạng lượng giác nha các bạn. Mong các bạn theo dõi kênh của mình để bắt để tiếp tục xem cái căn bậc hai số học của một số phức với dạng lượng giác nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Mong các bạn hiểu. Nếu bạn nào không hiểu thì các bạn có thể comment lại cho mình nha. Rồi cảm ơn, bye bye.